Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay nhà mình sẽ giới thiệu cho các bạn dòng camera quay ban đêm siêu nét. Như trên màn hình các bạn thấy thì đây chính là dòng camera ngụy trang cốc sạc điện thoại. Con cốc sạc này thì có chất lượng hình ảnh tương đối tốt. Đó, thì góc quay của con này sẽ là góc quay 150 độ, hình ảnh full 4K, có chức năng kết nối từ xa qua 3G, có chức năng cảnh báo chuyển động, có ghi âm hình tiếng này, có âm thanh to rõ ràng, lưu trữ thì toàn bộ trong thẻ nhớ và kết nối được qua điện thoại. Kết nối được qua điện thoại ấy, thì các bạn có thể xem được từ xa, cũng như là có thể bảo quản được tài sản cá nhân, có thể theo dõi một ai đó hoặc là lưu trữ bằng chứng. Cam này thì sẽ được cắm là nó sẽ tự động quay lưu trữ toàn bộ và sử dụng em này để lưu trữ bằng chứng cực kỳ là tốt. Thì bây giờ ấy, với cái nhu cầu mà sử dụng đến dòng camera dầu kín này, camera ngụy trang này càng nhiều để giám sát cũng như là theo dõi, quay lại bằng chứng, thì các bạn có thể theo dõi và đăng ký kênh của mình để có thể cập nhật được thêm nhiều mẫu camera ngụy trang siêu kín bên mình. Bên mình thì có rất nhiều mẫu camera ngụy trang khác nhau để phục vụ cho tất cả các nhu cầu của các bạn, hoặc là bạn nào đang có muốn độ chế với những thiết bị điện tử hoặc đồ gia dụng trong gia đình thì cũng có thể liên hệ cho mình qua số điện thoại hoặc Zalo 0395 838 345 để mình có thể hỗ trợ cho các bạn nha. Nhà mình thì đang có chương trình ưu đãi, khi các bạn ấn đăng ký kênh của mình thì nhà mình sẽ tặng kèm cho các bạn, đó chính là một chiếc thẻ nhớ cho cam để các bạn có thể lưu trữ được dữ liệu. Khi các bạn nhận về thì nhà mình sẽ lắp đặt sẵn cái chiếc thẻ nhớ đó vào trong cái con cam này. Đó, để khi nhận hàng về tay là các bạn có chỉ việc mở và sử dụng thôi. Đó. Thì đây. Đối với cái dòng cam này ấy, thì các bạn sẽ cắm cho mình vào cái nguồn điện này. Nhà mình sẽ test thử này, test thử chất lượng này, hình ảnh này, cũng như là giới thiệu cho các bạn các cái tính năng trong app để các bạn có thể biết được. Đó. Thì con này này, mình sẽ test thử con này cho các bạn này. Mình sẽ chuẩn bị một cái ổ điện ở đây, mình cắm ở đây này. Đó, cắm vào là nó sẽ tự động quay và lưu luôn. Sau đó các bạn chuẩn bị cho mình một chiếc điện thoại này, điện thoại của các bạn này. Khi các bạn cắm xong rồi thì các bạn chuẩn bị cho mình một chiếc điện thoại này. Các bạn vào phần App Store hoặc là CH Play tùy vào cái điện thoại mà các bạn sử dụng. Đó, iPhone thì các bạn có thể vào App Store, còn đối với Samsung, Vivo thì các bạn có thể vào CH Play. Các bạn vào trong cái CH Play, tải cho mình cái ứng dụng, ấn vào phần tìm kiếm này, các bạn nhập chữ Look Cam cho mình để tải cái ứng dụng này về. Look Cam này, Look Cam này, ấn tìm kiếm này. Và khi các bạn ấn tìm kiếm ấy, thì nó sẽ hiện ra cái ứng dụng có màu xanh nước biển này, có chữ Look Cam này, các bạn tải về cho mình. Thì cái này mình đã tải về rồi. Và khi các bạn tải về xong thì các bạn ấn vào phần, các bạn thoát ra nha, các bạn ấn vào phần cài đặt của máy này, ấn vào phần wifi này. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy cái tín hiệu wifi của cam phát ra, mặc định chữ đầu tiên sẽ là chữ in hoa, tiếp theo là một dãy chữ số và một dãy chữ cái, các bạn ấn kết nối cho mình. Cái tín hiệu wifi này ấy, thì nó sẽ không có bảo mật để cho các bạn có thể kết nối được dễ dàng. Và các bạn đừng lo là khi các bạn đã kết nối rồi thì cái tín hiệu wifi này nó sẽ không phát ra nữa, nên là không có ai có thể bắt được cái tín hiệu wifi này. Đó, và khi các bạn đã kết nối xong rồi ấy, thì các bạn có thể thoát ra và các bạn ấn vào ứng dụng là các bạn có thể dùng thôi ạ. Đây, mình sẽ để như thế này để cho các bạn thấy được này. Khi các bạn ấn vào ứng dụng ấy thì nó sẽ hiện ra chữ tip này, các bạn ấn ken cho mình. Đó, ấn ken cho mình, ken cho mình nha, rồi ấn vào chữ này, device online này, ấn ken này. Đó, thì mình sẽ quay ngang cho các bạn thấy này, chất lượng hình ảnh này siêu nét này. Và các bạn để như thế nào cũng được nha. Ở dưới đây thì nhà mình có cái phần này, có cái chức năng này, chỉnh sửa hình ảnh này. Đó, chỉnh sửa hình ảnh này. Các bạn để góc quay, để góc nào cũng được. Và vào trong đây các bạn có thể chỉnh hình ảnh như các bạn mong muốn. Đó, góc quay thì siêu nét, mình đang để ở cái chế độ 1080. Và các bạn nào có muốn để xem nét hơn, rõ hơn thì các bạn ấn vào phần góc này màn hình này, ấn vào chỗ 1080 này. Đó, ấn vào 4K, 2K, 1080 tùy các bạn. Đó, con này của nhà mình này. Đó, đây. Và ở dưới đây có những cái chức năng như là nghe này, ghi âm này, chụp ảnh, quay phim và chỉnh hình ảnh. Đây, mình sẽ con này để mình sẽ test âm thanh cho các bạn nghe. Alo.
0395. Đó. Khi mình đặt hai cái thiết bị này gần nhau ấy thì nó sẽ gây nên xung đột âm thanh. Và khi các bạn kết nối từ xa, các bạn xem từ xa thì âm thanh nó cực kỳ là to và rõ ràng. Đấy. Và các bạn nào mà muốn chuyển sang cái chế độ quay ban đêm ấy, khi tối đến các bạn muốn chuyển sang chế độ quay ban đêm thì các bạn ấn vào phần cái bóng đấy, ấn vào phần bóng đèn phát sáng này dặn cho mình. Đó. Khi ấn vào cái phần bóng đèn phát sáng ấy thì nó chỉ có hai màu là trắng và đen thôi. Trắng và đen thôi. Đó. Và khi hết đêm rồi, đến sáng rồi thì các bạn ấn tắt cái này đi cho mình thì nó sẽ lại chuyển sang cái chế độ màu quay như bình thường này. Đó. Và cái con này của nhà mình ấy thì nó sẽ không phát ra ánh sáng này, như các bạn thấy này, nó sẽ không phát ra một tia ánh sáng nào cả. Đấy, quay ban đêm thì cực kỳ là kín đáo cho các bạn. Và cái con này của nhà mình ấy, khi các bạn muốn kết nối từ xa này, các bạn muốn kết nối từ xa này, muốn xem từ xa thì các bạn phải đạt cho mình được hai điều kiện, đó là xung quanh cái cam này phải có wifi. Đấy, tóm lại là cái này bạn để trong phòng hoặc là để trong cửa hàng thì cửa hàng các bạn xung quanh cửa cái cam này phải có wifi thì các bạn mới có thể kết nối được từ xa. Và thứ hai nữa là cái điện thoại của các bạn, khi các bạn đi xa thì máy của các bạn cũng phải có wifi thì các bạn mới có thể xem được từ xa nha. Và con này của nhà mình ấy thì có đầy đủ ngày giờ tháng năm để cho các bạn này, để cho các bạn lấy làm bằng chứng này, theo dõi này, đầy đủ ngày giờ tháng năm luôn. Đây, con này của nhà mình thì zoom này, zoom cực kỳ là nét này, cực kỳ là rõ này. Đó, zoom này. Đó, zoom đi zoom về soi. Con này quay được chữ cũng rất là nét. Đó, con này quay chữ thì cũng là rất là nét này. Ở đây mình đọc chữ này. Thấy chưa? Mình đọc chữ cực kỳ là nét luôn này. Nhìn qua một hai màn ảnh thì các bạn sẽ thấy nó hơi mờ, nhưng mà mình nhìn ở đây thì nhìn rõ mùng một. Những cái tia này là những cái tia hồng ngoại đen. Đó, những cái tia hồng ngoại như là các bạn sẽ không lo vì nó là hồng ngoại đen thôi. Đó. Và đây mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối được từ xa. Như lúc nãy mình nói thì các bạn đã đạt đủ hai điều kiện thì các bạn ấn vào phần bánh răng cài đặt này cho mình này. Và bánh răng cài đặt này, ấn vào phần device setting này, device setting. Đó, ấn vào phần device setting. Và khi các bạn ấn vào phần device setting này, nó sẽ hiện ra chữ wifi setting này. Ấn vào đây cho mình. Bắt wifi ở phòng các bạn này, hoặc là ở cửa hàng, ở nhà các bạn. Các bạn nhập mật khẩu wifi vào đây cho mình. Ấn ok là khi đi xa máy này các bạn cũng có wifi hoặc mạng, là các bạn đã có thể kết nối được từ xa. Đó, nó rất là dễ sử dụng. Và khi bạn nào ấy mà muốn xem lại này, thì các bạn muốn xem lại những cái đoạn video này, lưu trữ trong thẻ nhớ, thì các bạn ấn vào phần cloud gạch chéo SD ở dưới đây. Các bạn ấn vào phần SD file trên này. Đó, ấn vào phần SD file thì nó sẽ hiện ra toàn bộ file mà nó lưu trữ ở trong đây. Đó, cực kỳ là dễ dàng cho các bạn. Và ấy, bạn nào mà mua ở nhà mình từ hai thiết bị trở lên mà muốn xem cùng trên một thiết bị điện thoại thì các bạn có thể ấn vào phần 4 ô vuông này. 4 ô vuông này thì nó sẽ hiện ra 4 ô vuông đây. Đấy, các bạn có thể chọn những cái tín hiệu wifi của cái cam của các bạn ở nhà các bạn ấy. Các bạn ấn vào đây là các bạn đã có thể xem nhiều cam cùng một lúc trên một cái điện thoại. Đó, cực kỳ là dễ dàng cho các bạn. Và bạn nào ấy mà muốn chia sẻ cái cam này cho người thân, bạn bè hoặc gia đình các bạn xem cùng thì các bạn ấn vào phần bánh răng cài đặt này, ấn vào phần device QR code này. Ấn vào phần device QR code thì nó sẽ hiện ra một mã code để cho các bạn có thể chụp ảnh này chia sẻ cho người thân, gia đình các bạn xem cùng. Đó. Và ấy, bạn nào ấy mà có muốn quay chuyển động, ghi hình chuyển động thì đây, cảnh báo chuyển động thì các bạn ấn vào phần SD card setting. SD card setting này nó có chữ auto record là quay liên tục, còn alarm record này ấy, thì nó sẽ là quay chuyển động. Đó, cứ cái gì chuyển động qua cái cam là nó sẽ tự động quay. Đó, các bạn ấn bật cái này lên, tắt cái này đi là nó sẽ quay chuyển động. Đó. Và tiếp theo ở chỗ video duration này thì nó sẽ là tùy vào cái đoạn video mà nó quay thì ở đây nó sẽ là 5 phút, tức là video nó có thời lượng là 5 phút thì nó sẽ tự động quay một video mới có thời lượng 5 phút. Còn bạn nào muốn quay cái thời lượng lâu hơn, kiểu 10 phút một video thì nó sẽ, các bạn sẽ ấn vào đây có 10 phút hoặc 30 phút này, 3 phút, 5 phút, 10 phút, 30 phút. Đó, các bạn ấn vào đây. Đó, cực kỳ là dễ dàng cho các bạn sử dụng. Thì
Trên đây ấy, cũng là phần mình hướng dẫn cho các bạn. Các bạn nào mà đang có nhu cầu quan tâm đến dòng sản phẩm camera siêu nhỏ, camera ngụy trang cấp sạc điện thoại này của nhà mình thì cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại hoặc Zalo 0395 838 345 để mình có thể hỗ trợ chi tiết và cụ thể hơn cho các bạn. Và sản phẩm của nhà mình ấy, thì có bảo hành 1 năm lốt 1 đổi 1 và bảo hành 1 năm lốt 1 đổi 1 và miễn phí ship khi các bạn ở xa. Đó, các bạn có thể đến trực tiếp hoặc là đặt mua online. Khi mà các bạn đặt mua online thì các bạn sẽ không mất một đồng phí nào cả đối với những cái hàng có sẵn. Có những cái hàng mà các bạn đặt theo yêu cầu ấy, thì các bạn phải cọc cho mình để cái tránh cái trường hợp là khi các bạn nhận hàng về khi chúng mình gửi ảnh ấy, gửi hàng thì các bạn không nhận hàng thì cái hàng đấy của nhà mình sẽ rất là khó bán lại và nhiều khi sẽ phải tiêu hủy. Đó, thế các bạn phải đặt cho mình một chút. Đó, thì khi các bạn nhận hàng về thì các bạn vẫn được test hàng này, thử hàng này, chuẩn đúng như video quảng cáo này thì các bạn mới nhận, thì mới thanh toán. Đó, trong cái trường hợp mà sản phẩm này không đúng như mô tả, không đúng như video quảng cáo thì các bạn có thể hoàn trả hàng cho bên mình mà không mất một đồng phí nào cả. Đó, hàng bên mình thì bao test, bao ship cho các bạn luôn. Thì video của nhà mình thì đến đây thôi. Các bạn nào mà có điều gì thắc mắc thì có thể comment ở dưới phần bình luận cho mình và nhớ ấn đăng ký kênh để tặng kèm một chiếc thẻ nhớ cho Cam. Hoặc là các bạn có thể tham khảo các mẫu khác trên kênh của mình. Giờ thì mình xin chào toàn thể các bạn và hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo.